Dạ thì em mến chào cả nhà của mình nha. Chúc cả nhà của mình một buổi tối thật là nhiều sức khỏe và đầy bình an nha cả nhà ơi. Hiện tại thì em đang đến ngôi miếu của ông cả nhà. Thì hồi chiều này thì em có chuẩn bị vài phần cơm chay. Chút xíu nữa thì em sẽ đến để mà cúng cho ông cùng với 12 vị. Đáng lẽ là ngày hôm qua em phải đến và cúng cho ông cùng với 12 vị rồi. Nhưng mà hôm qua nay thì sức khỏe em không được tốt cả nhà. Nó cứ mệt mệt trong người hoài và nó cứ khó thở hoài. Nên là em không có đến và chuẩn bị được cho ông. Rồi chiều này cũng rảnh cả nhà. Nên đi chợ mua ít đồ về để mà nấu cơm chay. Chút xíu nữa thì em sẽ thỉnh ông cùng với 12 vị đến dùng nha cả nhà. Với lại là em có chuẩn bị cho ông một cái chiếc bình hồ lô. Thì chiếc bình hồ lô thì ông có căn dặn em bữa trước á, là để nhốt lục ma vào. Tuy là lục ma nó đã bị phong ấn hoàn toàn pháp thuật rồi, nhưng mà hiện tại tà khí trên người nó còn rất là lớn, nên là ông muốn nhốt nó vào đó và mỗi ngày thì sẽ cố gắng để mà hồi hướng cho nó. Em cũng hy vọng là nó sẽ thay đổi cả nhà. Tại vì bây giờ mà mình muốn tiêu diệt lục ma thì không có khó gì, nó bây giờ chẳng khác gì một vong linh bình thường thôi, nhưng mà cái tâm ma trong người nó còn rất là lớn, nên là muốn thay đổi nó từ từ. Nếu như mà nó sau này muốn sửa sai và muốn tu tập thì em cùng với lão ma cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nó tu tập nha cả nhà. Tại vì ngã Phật từ bi, tuy nó làm rất là nhiều việc xấu rồi, cả nhà cứ thông cảm, hình như là người ta đang chửi lộn hay gì đó. Không biết có dính những cái âm thanh đó vào hay không. Thì nếu như mà có dính những cái âm thanh mà nó không được sạch sẽ thì cả nhà cũng thông cảm giúp cho em nha. Ta đang chửi lộn hướng bên kia cả nhà. Thì đó là cái việc mà em không muốn đặt cái ngôi miếu của ông ở đây nữa đó cả nhà. Tại vì á, lúc trước á, là không có ồn ào như thế này đâu, nhưng mà gần đây thì rất là ồn ào, từ sáng tới tối tới khuya lúc nào cũng vậy hết trơn. Nên là em muốn tiện lúc này á, thì sắp tới thì em cũng có thời gian rảnh đó cả nhà, nên là em muốn làm cái ngôi miếu cho ông gần cái khu vực ở cái chỗ em ở á, thì em sẽ tiện đến tới lui này kia để mà hỗ trợ cho ông những việc mà cấp bách đó cả nhà. Với lại mình cúng kiến cho những vong linh đó thì nó cũng được tiện hơn, chứ ở đây thì nó khó khăn lắm. Rồi với lại là ồn ào như vậy, tuy là ông không nói nhưng mà em biết được cái nhà. Mình đến đây chút xíu mình nghe ồn ào như vậy mình cũng khó chịu rồi. Ông đang làm nhiệm vụ và những cái lúc mà thời gian rảnh ông cũng phải tu tập mà cứ ồn ào chửi mắng như thế này hoài thì rất là tội nghiệp cho ông cả nhà. Thì cái ngôi miếu mà em chuẩn bị làm á, thì em cũng chưa biết là làm bằng sắt thiết hay là bằng gạch nữa cả nhà, để mình tính cái chi phí như thế nào rồi thì mình lường vào cái khả năng của mình và mình làm cho ông đó cả nhà. Nhưng mà ngôi miếu này thì em làm rất là to. Hồi chiều thì em cũng tính phẩm phẩm rồi, là một ngôi miếu vuông cả nhà, ngang 3 mét, dài 3 mét, cái không gian rộng như vậy á, thì cho ông ngự ở đó. Và cái còn một khoảng ở phía trước á, thì mình sẽ cúng kiến, rồi chừng nữa mà những vong linh họ không có chỗ ở á, rồi mình sẽ gỡ vào trong ngôi miếu đó luôn. Thì như vậy nó sẽ tiện, lần làm lần khó, nên là em muốn làm rộng rãi rồi che mưa che nắng sau này luôn, khỏi phải sợ là chờ mưa chờ gió hay là tạt dột gì nữa hết cả nhà. Thì đó là cái tâm nguyện cũng như là cái mong muốn của em muốn giúp cho ông và muốn hoàn thiện như vậy thôi cả nhà. Ông thì cả nhà cũng biết là không hề đòi hỏi bất kỳ điều gì từ em hết từ trước đến nay luôn, cho dù là một phần ăn nhỏ thôi cả nhà, một phần cơm chay nhỏ thôi, ông cũng chưa từng nói là con phải chuẩn bị cho ông cái đó hay là cái gì hết. Thì ông rất là thương em và luôn nghĩ cho em, thì em rất là tôn trọng và kính yêu ông cả nhà. Thôi bây giờ thì em sẽ đến ngôi miếu của ông để mà chuẩn bị đồ cúng cho ông cùng với 12 vị nha cả nhà. Dạ để em thỉnh ông và giao cái hồ lô này lại cho ông rồi là chuẩn bị đồ cúng rồi cả nhà ơi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, ông ơi con đến rồi ạ. Dạ con chào ông. Thì hôm qua thì ông thông cảm cho con, hôm qua thì con không có được khỏe, nên là con không có đến đây để mà chuẩn bị đồ cúng kiến cho ông cùng với 12 vị được. Thì ông cũng thông cảm giúp cho con nha ông. Thì hôm nay thì con có chuẩn bị vài phần đồ chay đến đây, thì chút xíu nữa thì phiền ông ra ngoài kết giới để mà thỉnh 12 vị vào đây để mà dùng những cái phần đồ chay này giúp con nha ông. Dạ không sao đâu ơi, bữa nay thì con cũng khỏe nhiều rồi. Thì con có chuẩn bị một cái bình hồ lô cho ông nè. Bây giờ thì con để ở đây cho ông hay là như thế nào?
Dạ, thôi bây giờ thì ông cứ thả lục ma ra đi, để con nhốt vào trong bình hồ lô này. Thì khi mà ông thả lục ma rồi thì phiền ông ra ngoài kết giới giúp cho con, và thỉnh 12 vị giúp con nha. Chào ông nha. Hôm nay thì tôi không có việc gì để nói với ông hết, nhưng mà tôi có một tin báo cho ông hay, là tạm thời sẽ nhốt ông vào trong chiếc bình hồ lô này để cho ông sám hối mỗi ngày. Còn nếu như mà trong cái thời gian ông ở trong chiếc bình hồ lô này mà không chịu sám hối tội lỗi của mình thì hậu quả như thế nào thì ông cũng biết rồi nha. Tôi thì cũng không có muốn nói nhiều là ông làm gì, những gì ông gây ra và những gì ông tạo ra thì ông cũng biết rất là rõ rồi. Nên là bây giờ đó là tôi không có gì để nói với ông hết. Đúng là tôi đang chờ những sư huynh đệ của ông đến đây giải cứu cho ông. Nếu như mà bọn họ bỏ mặc ông thì ông biết là như thế nào rồi nha. Thôi tôi cũng không có nói nhiều với ông làm gì, cũng không có cần phải đôi co hay là lý lẽ bất kỳ điều gì với ông nữa. Những gì tôi cần nói thì tôi cũng đã nói rồi, và sau này ông có thay đổi hay không thì tùy vào ông thôi. Nhớ kỹ những lời tôi nói trước giờ với ông: quay đầu là bờ, ngã Phật từ bi, Nam Mô Di Đà Phật. Thôi tạm thời thì em đặt ở trong này cho lỡ mai nha cả nhà. Bây giờ thì em đi chuẩn bị những phần đồ chay ra ngoài này, để chút xíu nữa thì ông cùng với 12 vị sẽ đến dùng nha. Và trong thời gian ông cùng với 12 vị dùng thì chắc có thể là em phải rời đi cả nhà, để tránh làm phiền ông cùng với 12 vị nha cả nhà ơi. Ông về gần đến nè cả nhà ơi, không biết là lần này có thỉnh được 12 vị đến hay không nữa. Thì nói chung là cũng rất là lâu rồi mới mà cúng cho được ông cùng với 12 vị như thế này cả nhà. Tại vì không phải là mình không muốn cúng hay là như thế nào, tại vì thời gian nó không có. Với lại là mấy bữa trước á, thì các chị đang đi trên núi và đang làm nhiệm vụ á, nên là không có tiện để mà cúng kiến như thế này nhiều. Mai mốt thì em sẽ dành thời gian ra nhiều hơn, đôi khi thì một tháng mình cúng 2 3 lần, 3 4 lần gì đó cả nhà. Dạ chào ông ơi, không biết là 12 vị có thời gian để đến đây được không vậy ông? Dạ không biết là có lâu không ông, con sợ là đồ ăn canh này kia nó nguội hết trơn ông ơi. Dạ nếu vậy thì thôi bây giờ thì con đi về, để cái khu vực này lại, thì khi nào 12 vị đến thì ông cùng với 12 vị dùng nha. Dạ không có gì đâu ông ơi, ông thương con như là đứa con, và đứa cháu của mình như vậy thì con cũng rất là thương ông và luôn luôn tôn trọng ông.
tôn kính ông rất là nhiều. Trong khi đó thì con và ông cũng đang làm nhiệm vụ cùng nhau, nên là những cái này thì trong khả năng con thì có thể là làm được cho ông thì con làm thôi, chứ không có gì hết ông ơi. Ông đừng có để nặng lòng. Mai mốt mà nếu như mà ông có cần cái gì đó thì ông cứ nói thẳng với con đi, không có gì phải ngại hết trơn ông ơi. Trong khả năng con làm được thì con sẽ làm cho ông. Còn nếu như mà cái nào đó mới khó hơn thì con sẽ tìm cách làm cho ông, chứ không có gì hết trơn ông ơi. Những lúc mà ông cần ăn uống hay là cái gì đó thì cứ nói thẳng với con nha ông, đừng có ngại ông ơi. Ông cứ khách sáo với con không à, con với ông trước giờ đã cùng với nhau làm biết bao nhiêu nhiệm vụ, qua biết bao nhiêu khó khăn cực nhọc rồi, nên là bây giờ không có gì phải khách sáo với con hết, thì cứ xem con như là một người con hay là một người đệ tử của ông, như vậy là con rất là vui và rất là mừng rồi ông ơi. Dạ con cảm ơn ông. Dạ thôi bây giờ thì ông cứ ở đây chờ 12 giờ đến nha. Con đi về nha. Dạ con chào ông.